giấc, chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối, một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Tựa gió mây trôi cuối chân trời, chuyện tình yêu cho nhau yêu thương và những môi hôn ngọt ngào. Tựa trăng sao trên trời cao sẽ mãi muôn đời có nhau, rồi thời gian trôi mau bỗng xót xa không còn anh. Bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào giữa cơn lốc xoáy tình đời. Rơi xuống lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi. Nụ hôn ngày xưa đã phai, một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đêm. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa. Chào Cưng, tối nay Cưng có thể mời em một ly được không? À, dạ, rót cho mày ly. Cảm ơn anh. An à, mở cửa cho anh đi An. Mở cửa cho anh đi An. An à, mở cửa. Mở cửa cho anh đi An. Mở cửa. Em không mở cửa, anh đứng ở ngoài đây hoài luôn á. Mở cửa cho anh đi An ơi. Anh đi đi, có gì mai gặp. Anh cần gặp em ngay bây giờ nè An à. Anh xin em đó, đừng đuổi anh mà An. Đừng đuổi anh mà An à.
Anh không chờ đến ngày mai được đâu. Mở cửa đi An ơi. Mở cửa đi An. Anh xin em đừng có xua đuổi anh mà. Anh xin em mà An. Em mà không mở cửa, anh la làng lên á. Anh la lên cho khu nhà trọ này biết luôn á. Em mở cửa đi. Mở cửa đi An ơi. An à, anh không thể sống thiếu em. Anh không thể sống thiếu em được An à. Đừng, anh đừng xua đuổi anh. Chuyện tình yêu hôm qua mang biết bao nhiêu mộng mơ dành cho nhau, yêu thương và những môi hôn ngọt ngào tựa trăng sao trên trời cao. Sẽ mãi muôn đời có nhau, rồi thời gian trôi mau, bỗng xót xa không còn anh, bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào giữa cơn lốc xoáy tình đời, tình thoáng mong manh mơ. Em sợ gì vậy? Nước mắt nào chợt rơi xuống, lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi. Chẳng lẽ em không muốn điều này sao? Nụ hôn ngày xưa đã phai, một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp giữa cuộc đời rông bão. Anh chỉ muốn nghỉ làm ngày hôm nay thôi. Một mai thức giấc. Còn em thì sao? Mình giữa hoang vu, bao sâu lưng những buồn em phiền, những em muốn vậy. Hôm qua không còn đâu nhói. Vậy thì em dậy trước đi. Em nhưng mà anh, nhưng anh sao? Anh quay đi một chút được không? Anh sẽ không quay đi, và anh cũng sẽ không nhắm mắt lại luôn. Nếu muốn vậy á thì em cứ vậy đi. Anh quay mặt đi một chút thôi. Không, anh sẽ không quay mặt đi, và anh cũng sẽ không nhắm mắt lại. Em muốn vậy á thì em vậy đi. Anh quay mặt đi giùm em đi. Nếu anh không quay mặt đi thì sao?
lần đầu tiên á, anh mới thấy em đang nỉ như vậy á. Không xoay á, em làm gì anh? Em kỳ quá. Anh thích lắm. Từ ngày em trở thành nhà thiết kế thời trang á, đây là lần đầu tiên anh được mặc đồ do chính em may á. Anh à, em mặc đồ á không phải là hàng hiệu, nhưng anh thấy đẹp lắm. Lần đầu tiên gặp lại em sau mấy năm, anh ấn tượng mạnh khi thấy em thay đổi hoàn toàn phong cách thời trang của mình. Anh nè, kế hoạch chiều nay của em sao? Chút nữa em quên mất, chiều nay em có hẹn với nhỏ Mỹ ở cùng công ty để tụi em bàn chút công chuyện. Vậy hả? Vậy thì anh sẽ rủ mấy người trong phòng của anh cùng đi ăn chung. Nhưng mà em xong lúc nào á, nhớ gọi điện cho anh nha. Không, em sẽ không gọi cho anh nữa. Từ bây giờ em chỉ sẽ nhận điện thoại của anh thôi. Vậy là chết em với anh rồi. Anh sẽ khủng bố em suốt á. Thôi đi đi anh. Anh à, anh là một thằng khờ. Em hãy tha thứ và chấp nhận thằng khờ này anh nhé. Xin mời hai vị dùng nước. Xin được giới thiệu với anh, đây là cô Như Thảo, người sẽ chịu trách nhiệm chính về mẫu thiết kế mà công ty của chúng ta đã lựa chọn đưa vào sản xuất đại trà. Xin giới thiệu với Như Thảo, đây là anh Thành Xuân, trưởng phòng kinh doanh của công ty chúng tôi. Dạ. Anh Thành Xuân á, là một trong những nhân tố rất là quan trọng của công ty chúng tôi. Chào cô. Hôm nay bà Ánh Dương có công chuyện nên ủy quyền cho tôi tiến hành cuộc đàm phán và ký hợp đồng với Ivo, mà người đại diện chính là cô Như Thảo. Và để công việc đàm phán có kết quả, tôi đề nghị anh Xuân hãy cung cấp cho cô Thảo những chi tiết quan trọng trong việc tập trung đưa mẫu vào sản xuất đồng loạt, và yêu cầu thuộc tiêu chuẩn mẫu của chúng ta đối với nhà cung cấp. Dạ. Em chào anh. Hôm nay nhìn em tươi tắn quá ha. Hôm nay trời cũng đẹp mà anh. Đúng rồi đó. Hôm nào á nhìn thấy em bơm bó hoa cho công ty, khỏi xem dự báo thời tiết cũng biết trời đẹp rồi. Thôi làm việc tốt nha. Dạ em cảm ơn anh. Chào em. Con gái nó có là không,
Con gái nó không là có. Sao mấy em lại hành hạ tôi đến như vậy? Mệt. Tôi đã nói rồi, trâu ta ăn cỏ đồng ta thì không muốn. Cứ ham mấy em nữ sinh chân dài làm gì? Mấy em đó chỉ để dành cho các đại gia thôi. Cỡ ông mà cõng mấy em á, có ngày gãy lưng á. Biết là như vậy, nhưng trái tim có bao giờ nghe theo lý lẽ đâu. Tình yêu mù quáng bao giờ cũng phê hơn bình thường mấy bà ơi. Ai mà không vậy. Đúng rồi đó, tình yêu mà. Có tin vui đây. Tháng này á, giám đốc quyết định thưởng cho phòng chúng ta 10 triệu đồng. Bởi vì mẫu của chúng ta đã được khách sạn Gold K ký hợp đồng sản xuất. Và tiếp đó, chúng ta sẽ thiết kế thêm 2 mẫu nữa cho nhân viên các khu du lịch ăn uống, vui chơi, giải trí. Trong đó, tôi sẽ trích ra 30% trong tổng tiền thưởng để thưởng riêng cho Nam, tác giả của thiết kế được duyệt. Còn phần còn lại tôi sẽ đưa vào quỹ phòng. Ê, vậy là tôi được 3 triệu rồi, đúng không? Công của An cũng nhiều chứ bộ. An chỉnh lại nên tôi mới được như vậy đó. Nè, sao hôm nay An đẹp dữ vậy? Đừng nói là gì tôi được thưởng nguyên 3 triệu mà nịnh An nha. Mọi người có thấy An đẹp bất ngờ không? Đúng rồi, đẹp. Thôi, nhiều chuyện quá. Mọi người làm cho xong việc hôm nay đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành các mẫu mới. Dạ. Thôi, mình làm việc đi. Chiều nay, chị có nhớ hẹn em cái gì không? Chị nhớ mà. Em ăn đi chứ. Sao em cứ chầm dầm hoài vậy? Bộ em có chuyện gì giận chị lắm hả? Đó là do chị hỏi em đó nha. Ừ. Em đang giận chị lắm. Giận thiệt đó. Giận tới mức mà em không muốn tới công ty để làm việc nữa. Bởi vì em không muốn nhìn thấy chị nữa. Em nói thiệt hay giỡn vậy? Em nói thiệt đó. Dù chị có giận em á, thì em cũng nói thiệt. Em đang giận chị thay cho anh Quân mà. Lúc mà em đưa anh Quân tới gặp chị á, chị cứ một hai nói á, là chị chưa có bạn trai. Nhưng qua mấy tuần gần đây á, em biết chắc chắn một điều. Chị đã kịp gắn bó với một ai đó. Chẳng lẽ anh Quân nhà em đáng chán như vậy sao? Mỹ à, chuyện này chị sẽ từ từ nói với em. Chuyện gì nói sao á thì để sau hãy nói. Còn bây giờ em muốn nghe chính xác lời nói của chị á, là tình cảm chị dành cho anh Quân như thế nào. Mỹ à, chị nghĩ sẽ có lúc em hiểu chị. Còn tình cảm của chị dành cho anh Quân thì đó là một chút cảm mến, một chút vững vàng, một chút an lành khi mà chị nghĩ về anh ấy thôi. Nhưng điều đó còn chưa đủ để tạo nên một tình yêu em mà. Em biết. Em biết công việc của anh Quân á, là một cản trở rất lớn trong việc tiếp cận và chinh phục phụ nữ. Đặc biệt là những phụ nữ cá tính và thành đạt như chị. Nhưng mà em cảm thấy buồn và nặng nề lắm. Tự nhiên lại đưa anh hai của mình á vào trường hợp khó xử như vậy. Giá như lúc đó anh hai của em không gặp chị và hỏi chị là ai, em tản đi, coi như là không có biết gì hết á, thì giờ này chị em mình đâu có phải ngồi đây nữa, phải không chị? Chị An à, anh Quân của em á là anh thương chị thiệt lòng á. Sau bao nhiêu năm chia tay với vợ, lần đầu tiên á em mới thấy được nụ cười nở trên đôi môi của ảnh. Tụi em á là chỉ còn có 2 anh em à. Ảnh á thì đàn ông vụng về, sống nay đây mai đó, nên
Em thương ảnh lắm. Ảnh phải hạnh phúc á thì em mới có thể vui vẻ hạnh phúc tìm một cuộc sống riêng của em á. Chị An à, chị trả lời em thiệt lòng nha. Liệu anh Quân nhà em có còn cơ hội nào nữa không chị? Thật ra chị và người đó chưa hề nói với nhau một tiếng yêu nào, nhưng chị đã luôn nghĩ rằng số phận của người đó và chị sẽ không bao giờ tách rời. Chị đã quen với sự hiện diện của người đó từ khi còn là một cô bé lên năm. Cuộc sống đã xô dạt chị và người ấy đã cách biệt nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng bao giờ cũng vậy, tụi chị lại hội ngộ về chung một điểm. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng cũng đủ để chị không thể nghĩ về một ai khác. Chị xin lỗi em rất nhiều, và cả anh Quân nữa. Chị chỉ có thể mang đến cho ảnh một tình cảm bạn bè hay một người em gái thôi. Anh có phải là người đã đến tìm chị lần trước không? Mà nói là người bà con của chị, đúng không chị? Hèn chi, ngay từ lần đầu gặp anh ấy á, cho dù anh chưa có nói gì với em hết á, nhưng mà em cứ linh cảm cái mối quan hệ giữa chị và ảnh á không có giống như vậy. Mỹ nè, em còn giận chị nhiều không? Còn có một chút à. Nhưng mà chị An nè, tuần sau á anh Quân của em ảnh về á, em á đã biết được câu chuyện của chị. Em sẽ coi đó như một phần để em thông cảm. Nhưng mà em nói trước đó nha, em sẽ không tác động ngược trở lại với anh Quân giúp chị đâu. Việc này á, em sẽ để cho hai người tự giải quyết. Chị thật ngưỡng mộ hai anh em nhà em đó. Anh Quân thật tốt phước mới có một người em gái như em đó. Ảnh á, chỉ được tốt phước có một nửa thôi. Nếu như mà ảnh được thương cả chị An á, thì ảnh mới có một bức tranh cuộc đời đẹp của ảnh. Alo, Quỳnh hả con? Có Trâm Anh ở nhà không gì? À, nói về hồi trưa. Đêm qua nó trực và làm luôn ca sáng, để nghỉ chiều tối luôn. Con có cần gặp nó không? Để gì gọi nó dậy? Dạ thôi, chị cứ để cho Trâm Anh nghỉ, con gọi lại cho em sao cũng được ạ. Ờ, vậy cũng được. À, con chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi? Dạ, cũng đã ổn rồi dì ạ. Nhìn con như vậy mà dì thèm quá. Dì chờ đỏ cả mắt mà cũng không có thấy Trâm Anh nó mang một người đàn ông nào về giới thiệu với dì hết á. Con á, lấy kinh nghiệm của người đi trước, khuyên nhủ nó giùm dì nghe. Dạ, con chào dì. Ờ, chào con nghe. Ăn đi em. Dạ. Lẩu đây nghe nói nổi tiếng lắm anh. Ê, sao hai mày không uống, có mình tao uống cái đi. Dạ mời anh. Nhìn anh ổn định như vậy em vui lắm. Rồi, ba anh em vô cái đi. Vô. Cạn luôn nha. Nói thiệt, em cũng đã dứt dưỡng nơi đất khách quê người 5 năm qua rồi. Kêu món nào kêu tiếp đi. Cái khiến mình dễ nhục chí nhất chính là sự cô đơn. Trong thời gian đầu em sợ nhất là lúc mình bị bệnh, cứ một thân một mình.
Nhìn em bây giờ không ai dám nghĩ là em đã từng có thời gian khổ như vậy. An giờ này sao rồi anh? An vẫn vậy. Dù cho cuộc sống có thay đổi, nhưng mà đối với anh, An vẫn như vậy. Anh là người may mắn đó nha. Có một người luôn luôn yêu thương và chờ đợi mình, không phải là điều quá tốt hay sao? Anh cũng biết vậy. Cho nên trong anh luôn có một mặc cảm tội lỗi đối với cổ. Anh giống như một thằng đàn ông tham lam, chỉ muốn chiếm đoạt tất cả những gì mà cổ có. Để rồi anh không thể mang lại cho cổ một điều gì xứng đáng. Anh là thằng xấu xa. Anh hay mắc sai lầm. Có những lúc anh hay tĩnh tâm suy nghĩ lại, anh tự nhận thấy mình sống quá bản năng. Tình cảm của anh dành cho An cũng vậy, nó cũng thiệt hỗn độn. Anh vừa thương vừa trọng cổ. Chính vì vậy mà nhiều lúc anh muốn xa lánh An, vì anh thấy mình quá kém cỏi trước cô ấy. Đàn ông mà, đừng có yếu đuối như vậy. Cho dù cổ có tài ba tài giỏi tới đâu á, thì cổ vẫn cần một người đàn ông văn, chứ không phải là cần một người đàn ông tài trí nào khác. Bởi vì cổ thương anh, hiểu chưa? Anh tin em đi, kinh nghiệm này á là do ba nuôi của em truyền lại đó. Hay quá, vậy còn em thì sao? Uống chúc mừng đứa thứ hai đi chứ. Vô. 1, 2, 3, vô. Cạn luôn nha. Thứ năm này cô lên xe qua rồi. Có một phần lỗi tại em. Lúc đó thằng đàn ông yếu đuối trong em mạnh quá, em đã không dám nghĩ tới chuyện sẽ có một người con gái như cổ chấp nhận chờ đợi mình. Cho tới khi em đủ bản lãnh để quay lại thì cổ đã thuộc về cái khác. Điều mà khiến em dằn vặt nhất chính là việc cổ kết hôn mà không có tình yêu. Cổ là người không ham hố vật chất. Cổ đã hy sinh quá lớn cho gia đình của mình. Còn em thì lại, em không đủ điều kiện để dành cổ lại cho mình. Ok, cắt, hay lắm. Rồi, nè nè, đem cái đó ra ngoài đi cưng. Dạ, dạ, dạ. Ok, em diễn tốt lắm. Không mất nhiều thời gian như dự tính. Cảm ơn em, hy vọng sẽ có nhiều dịp để cộng tác với em nữa. Dạ, đó cũng là trách nhiệm của em mà. Cảm ơn em. Em cũng mong vậy. Được rồi. Em có sao không? Chiều nay còn hẹn với nhạc sĩ Phương Bắc ở phòng thu đó. Dạ em không sao. Chị thấy trống trải chán chường quá thôi chị. Độ rày không thấy chàng trai bí ẩn đó xuất hiện nữa. Sao vậy ta? Có lẽ người đó không chịu nổi những gì liên quan tới em. Và em đã nhận lầm người. Người đó không phải là người bạn đáng mến của em trước đây. Hôm rồi chắc là anh ta có tới nghe chương trình em hát ở phòng trà. Lúc xe chúng ta chạy ngang qua, chị nhìn thấy anh ta đi một mình trên đường, trông rất buồn, cô đơn và tội nghiệp lắm. Có thật anh vẫn đến coi em hát? Tại sao chị không gọi cho em? Lúc đó em ngủ gục trên xe rồi còn đâu. Khanh à, nếu em muốn phán xét cậu ấy, em hãy thử đặt mình vào tâm trạng của người ta. Em sẽ hiểu được phần nào cảm giác của cậu ấy.
cậu ấy né tránh em. Chưa chắc là vì những lý do như em suy nghĩ. Em không nghĩ tới trường hợp cậu ấy cho rằng em đã là người thuộc về một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ và khó tiếp cận với cậu ấy hay sao? Nếu lòng em thực sự thương mến cậu ấy, hãy mở lòng mình ra mà. Đây nè. Dạ. Xịt đây nè. Thôi đưa đây. Dạ. Tưới đây luôn hả bác? Dạ. Chỗ kia kìa. Dạ. Kìa. Xịt phía trên đó. Chào anh. Em ra rồi nè. Anh tới chưa? Hôm nay á, nhìn anh cũng dễ thương lắm. Nhưng mà mặt An hơi căng thẳng chút. Bây giờ vậy nha, An hãy nở một nụ cười thật tươi. Như vậy An sẽ hấp dẫn hơn. Đó, cười vậy dễ thương rồi đó. Nhưng mà mái tóc của em buộc vậy cũng không dễ thương lắm. Em bỏ kẹp ra đi. Em sẽ hấp dẫn hơn, dễ thương hơn. Đó, như vậy phải dễ thương hơn không? Nhìn em như vậy, xinh xắn hơn, tươi tắn hơn. Em thua anh rồi đó. Bây giờ anh xuất hiện được chưa? Xuất hiện rồi nè. Anh á, chưa lần nào tới đón em mà không tìm cách chọc em hết. An nè, em có nhớ lúc anh và em ở cô nhi viện á, em đã nói với anh cái gì không? Em ước muốn có một cuộc sống thật là nhiều tiếng cười. Anh nghe xong á, anh cười quá trời luôn. Đây là ước muốn kỳ lạ nhất mà anh từng biết á. Em muốn cười thì em cứ việc cười, đâu có ai cấm em đâu. Nhưng bây giờ thì anh mới hiểu, muốn được tiếng cười trên cuộc đời này phải trả giá, và không dễ dàng gì. Nè. Bây giờ á, anh không có gì để tặng em, nhưng anh phải đền bù cho em điều mà em thích chứ. Anh xuất hiện một nỗi sợ hãi. Anh sợ rằng một ngày nào đó An sẽ bỏ anh mà đi. Anh nghĩ rằng em có thể dễ dàng rời bỏ anh vậy sao? Nhất là sau những gì chúng ta đã có với nhau. An à, nếu một ngày nào đó em biết anh không giống như em nghĩ bây giờ, thì em có giận anh không? Sao hôm nay anh lại hỏi vậy? Bộ anh đã làm gì sai với em rồi hả? Không, anh chỉ ví dụ vậy thôi. Tại vì từ trước giờ anh đã làm nhiều chuyện không tốt với em. Anh sợ một lần nữa mình cũng sẽ như vậy. Anh đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa.
chúng ta đã phải khó khăn để có được ngày hôm nay. Em biết anh sẽ rất quý trọng nó. Hãy cười lên đi anh. Đó là điều em thích nhất trong cuộc sống này. Biết em, từ hồi em còn là nữ sinh cấp 3, rồi em nhận lời yêu anh, cũng gần được 3 năm. Vậy mà đây là lần đầu tiên mình được ngồi cùng nhau ở chỗ này. Cũng đã nhiều lần, anh rất muốn được mời em ngồi cùng anh ở đây. Nhưng anh chỉ sợ em từ chối. Anh còn sợ em điều gì nữa? Nói cho em nghe đi. Để sau này khi làm vợ anh rồi, em không muốn nghe anh phàn nàn về em bất cứ điều gì nữa. Anh chỉ sợ duy nhất một điều, đó là buộc anh phải sống chung với quá khứ của em. Anh là như vậy rồi. Anh phải như vậy thôi. Dạ, anh kêu em có chuyện gì ạ? Cô cầm mà tự coi đi. Tiền là giấy lộn hay sao? Mà cô để cho tụi ca sĩ nó hét giá trên trời như vậy. Làm gì thì làm, cô hạ hết xuống cho tôi. Mỗi người xuống 30%. Dạ, em thiệt là khó quá. Đã ký hợp đồng với họ xong hết rồi anh. Liệu tôi có nên đặt vấn đề cô là người kê giá lên để hưởng quê hồng hay không? Dạ, không có. Quan cho em quá. Từ đây về sau mà còn xảy ra chuyện này, cô ký cao với họ bao nhiêu, tôi sẽ trừ vào lương của cô bấy nhiêu. Và đừng để tôi phát hiện điều mang trá trong việc này nữa. Giờ đi đi, kêu Thiên Nga lên đây. Dạ. Dạ, anh cho gọi em. Em ngồi đi. Anh muốn giao cho em việc này. Anh cảm thấy thời gian gần đây Mỹ Khanh có rất nhiều thay đổi. Thái độ của cô khiến anh cảm thấy lo ngại, khó chịu. Dường như cô ta đang bị dao động trong việc duy trì hợp tác. Và anh muốn em bắt đầu từ ngày mai ghi chép lại cho anh hoạt động của Mỹ Khanh, từ lúc cô tới công ty cho đến lúc kết thúc một ngày. Không chỉ có vậy, anh muốn em thu thập thêm cho anh những quan hệ hiện tại của Mỹ Khanh, kể cả những quan hệ trong công việc thường ngày. Bộ cổ đang quậy anh hả? Cho tới giờ mới chỉ là một vài biểu hiện phản ứng bực bội cá nhân mà thôi. Quan hệ của anh và cô ta bắt đầu xấu đi khi vợ anh lên cơn hoạn thư. Và điều đó đang được cô ta coi là cái cớ để bắt đầu có những thái độ tiêu cực. Còn nữa, không chỉ lưu tâm tới cô ta, kể cả con mụ thư ký của cổ nữa. Em cũng phải cho người để mắt giùm anh, lo những việc này được chứ? Dạ, chuyện này thì không có gì khó. Có điều, phụ em việc kiểm soát này phải có thêm một số người nữa. Em á sẽ tự lo người. Nhưng anh phải chịu
chi chút đỉnh để trả công cho họ. Chuyện tình yêu hôm qua mang biết bao nhiêu mộng mơ dành cho nhau, yêu thương và những môi hôn ngọt ngào tựa trăng sao trên trời cao. Sẽ mãi muôn đời có nhau rồi thời gian trôi mau, bỗng xót xa không còn anh, bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào giữa cơn lốc xoáy tình đời. Tình thoáng mong manh mơ hồ, nước mắt nào chợt rơi xuống, lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi. Nụ hôn ngày xưa đã phai, một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối, một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối, một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Tựa gió mây trôi cuối chân trời.